Mỹ sẽ cung cấp thêm một tàu cảnh sát biển cho Việt Nam. Phái đoàn lượng viện Mỹ đang ở Hà Nội cho biết cả Quốc hội và chính phủ nước này ủng hộ việc nâng cấp quan hệ với Việt Nam từ đối tác toàn diện lên đối tác chiến lược. Mỹ đã cung cấp hai tàu cảnh sát biển cho Việt Nam và sắp tới, sau khi hoàn tất thủ tục chi tiết, sẽ cung cấp thêm một tàu nữa trên tinh thần hỗ trợ Việt Nam củng cố an ninh trên biển. Thượng nghị sĩ Jeff McLay chia sẻ với báo chí Việt Nam tại Hà Nội. Chiều 8 tháng 4, trong chuyến công tác của phái đoàn Lưỡng viện Hoa Kỳ tại ASEAN do ông dẫn đầu, thượng nghị sĩ McLay cho biết, phái đoàn nghị sĩ tới Việt Nam lần này với hai sứ mệnh thúc đẩy quá trình giải quyết hậu quả chiến tranh và nâng tầm quan hệ hợp tác Việt Nam Mỹ trên nhiều lĩnh vực khác nhau từ biển Đông, biến đổi khí hậu đến hợp tác đầu tư. Thượng nghị sĩ Markley một lần nữa nhắc lại quan điểm của mình và đưa ra trước chuyến đi là mong muốn nâng tầm quan hệ song phương Việt-Mỹ từ đối tác toàn diện hiện tại lên tầm đối tác chiến lược. Ông cho biết mong muốn này nhận được sự ủng hộ của Quốc hội và Chính phủ Mỹ. Trong thời gian vừa qua, nhiều quan chức hành pháp Mỹ như là Bộ trưởng Quốc phòng và Giám đốc USAID đã có những chuyến đi tới Việt Nam. Sự có mặt của phái đoàn quốc hội chúng tôi cho thấy cả hệ thống hành pháp và lập pháp Mỹ đều ủng hộ sự phát triển của mối quan hệ Việt-Mỹ, Thượng nghị sĩ McLean chia sẻ. Tiếp lời ông McLean, một thành viên khác trong phái đoàn nghị sĩ Mỹ, Thượng nghị sĩ Van Hollen nhấn mạnh mục đích của những ngày làm việc tại Việt Nam là tiếp nối nỗ lực của các thế hệ nghị sĩ đi trước trong việc củng cố và phát triển quan hệ song phương hai nước. Đây là một sứ mệnh tiếp lửa từ những thế hệ nghị sĩ đi trước như cố thượng nghị sĩ John McCain và cựu thượng nghị sĩ Patrick Leahy, ông Van Hollen nói chia sẻ với các phóng viên về việc hỗ trợ an ninh hàng hải cho Việt Nam, ông Markley cho biết các diễn biến tại Biển Đông đều liên quan đến an ninh của Việt Nam, đây chính là lý do mà Hoa Kỳ những năm qua đã chuyển cho Việt Nam các tàu cảnh sát biển và tới đây đang tiếp tục. Theo ông Van Holland, các chương trình giải quyết hậu quả chiến tranh tiếp tục là trọng tâm của quan hệ song phương Việt Mỹ trong thời gian tới. Bốn cột trụ của các chương trình này gồm hỗ trợ các cá nhân và gia đình bị ảnh hưởng bởi chiến tranh tẩy độc và ô nhiễm, gia phá bom mìn chưa phát nổ, cùng nhận dạng ADN và tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Trong khoảng thời gian tới, bên cạnh chương trình tẩy độc dioxin trị giá 300 triệu USD tại sân bay Biên Hòa và sân bay Đà Nẵng, Mỹ sẽ xem xét cung cấp các khoản viện trợ mới cho Việt Nam để tiến hành các chương trình tương tự Bên lề họp báo, hạ nghị sĩ Jair một trong năm thành viên phái đoàn lưỡng viện Mỹ, chia sẻ bà đã từng có mặt tại Việt Nam trong một tháng vào năm 1995 trong một chương trình hỗ trợ phòng chống HIVS. Nay trở lại Hà Nội, bà cảm thấy choáng ngợp trước sự thay đổi và phát triển của thủ đô. Sự thay đổi của Hà Nội thật sự làm tôi choáng ngợp. Việt Nam là một đất nước quật cường. Chúng tôi đã vô cùng ngưỡng mộ và biết ơn lòng vị tha của các bạn. Bà Jay Yambans nói đoàn nghị sĩ lưỡng viện Mỹ đang trong chuyến thăm Việt Nam 5 ngày, từ mùng 7 đến 11 tháng 4. Những ngày tới, đoàn nghị sĩ Hoa Kỳ sẽ bay sang Indonesia, nước chủ tịch luân phiên của ASEAN năm 2023. Dự kiến trong chuyến thăm lần này, đoàn sẽ có hơn 35 cuộc gặp với các quan chức, lãnh đạo ASEAN và một số tổ chức khác. Sáng 8 tháng 4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp đoàn 5 nghị sĩ Mỹ, Tại cuộc gặp Thủ tướng đề nghị Quốc hội Mỹ dành thêm nguồn lực và ngân sách hỗ trợ Việt Nam để thúc đẩy hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh và ứng phó về biến đổi khí hậu, tiếp tục ủng hộ hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực quan trọng, bên cạnh đó tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc các cấp, nhất là tiếp xúc cấp cao trong năm 2023. Cũng trong ngày, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có cuộc tiếp thượng nghị sĩ McLeay cùng phái đoàn lưỡng viện Quốc hội Mỹ và trao đổi về một số vấn đề khu vực và quốc tế, trong đó có vấn đề biển Đông hai bên nhất trí duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác, bảo đảm các quyền tự do hàng hải, hàng không trong vấn đề Biển Đông, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế, tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển vào năm 1982. Cũng trong buổi gặp, ông Macley đã trao tặng Bộ Quốc phòng, Bộ Tài liệu về Bộ đội Việt Nam mất tích, mất tin trong chiến tranh. Ông thông báo Quốc hội Mỹ đã thông qua gói nâng cấp hỗ trợ cho dự án tẩy độc dioxin tại sân bay Biên Hòa với số tiền 300 triệu USD. Hoa Kỳ đẩy mạnh hợp tác hàng loạt lĩnh vực với Việt Nam. Các nghị sĩ Hoa Kỳ khẳng định sẽ tiếp nối nỗ lực của các nghị sĩ đi trước, tiếp tục quan tâm hỗ trợ Việt Nam trong hàng loạt các lĩnh vực hai bên cùng có lợi, bao gồm kinh tế thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, ứng phó biến đổi khí hậu. Sáng nay ngày 8 tháng 4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có cuộc tiếp đoàn 5 nghị sĩ Hoa Kỳ do Thượng nghị sĩ Jeff Merkley dẫn đầu nhân dịp đoàn thăm và làm việc tại Việt Nam. Tại cuộc tiếp, Thủ tướng khẳng định Việt Nam kiên trì đường lối đối ngoại, độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa các quan hệ, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên tích cực có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, trong đó coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu. Thủ tướng cũng đánh giá cao việc chính phủ và chính giới Mỹ ủng hộ một Việt Nam mạnh, độc lập, Tự cường, Thịnh vượng. Phát huy kết quả cuộc điện đàm rất thành công giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Joe Biden vừa qua, Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẵn sàng cùng Mỹ tiếp tục thúc đẩy quan hệ. Trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, thể chế chính trị của nhau, trên cơ sở đó, Thủ tướng đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc ở các cấp, nhất là cấp cao trong năm 2023, nhấn mạnh cần củng cố, mở rộng mạng lưới các nghị sĩ thuộc lưỡng đảng Hoa Kỳ, ủng hộ quan hệ bền vững, thực chất cùng có lợi với Việt Nam trong thời gian tới. Thượng nghị sĩ Jeff Markley và các nghị sĩ Mỹ khẳng định, Quốc hội Mỹ đánh giá Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu ở khu vực và có sự đồng thuận lưỡng đảng tại Mỹ ủng hộ quan hệ với Việt Nam. Các nghị sĩ khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực của các nghị sĩ đi trước, tiếp tục quan tâm hỗ trợ Việt Nam trong hoạt loạt các lĩnh vực như kinh tế thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ và ứng phó biến đổi khí hậu. Các nghị sĩ cũng cam kết hỗ trợ Việt Nam trong chống biến đổi khí hậu, xúc tiến đầu tư thương mại, chuyển đổi năng lượng. Trước đó, ngày 1 tháng 4 năm 2023, hai bên đã tổ chức cuộc đối thoại chính trị an ninh quốc phòng Việt Mỹ lần thứ 12. Cuộc đối thoại diễn ra ngày 30 tháng 3 năm 2023 theo giờ Mỹ, ngay sau cuộc điện đàm cấp cao giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Mỹ Joe Biden một ngày trước đó. Tại cuộc đối thoại, hai bên ghi nhận những tiến triển của hợp tác song phương trong các lĩnh vực quốc phòng an ninh, thực thi pháp luật và khắc phục hậu quả của cuộc chiến đồng thời nhất trí tiếp tục thúc đẩy quan hệ quốc phòng Việt Nam-Mỹ phát triển với nhịp độ ổn định, phù hợp với lợi ích, điều kiện và chính sách mỗi nước. Mỹ và Việt Nam sẽ mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực an ninh mạng, chống tội phạm xuyên quốc gia, tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Theo đánh giá của Bộ Ngoại giao nước ta, các cuộc gặp đã góp phần vào việc triển khai kết quả cuộc điện đàm ngày 29 tháng 3 năm 2023 giữa Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Joe Biden thúc đẩy chương trình nghị sự song phương trong năm kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam Mỹ. Thưa quý vị và các bạn, những ngày gần đây tại Sở Tư pháp Hà Nội, phố Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, mỗi ngày có hàng trăm người xếp hàng từ sáng sớm để làm hồ sơ. Nhiều người cho biết dù đã rất nỗ lực và kiên trì, nhưng họ vẫn rất vất vả mới có thể chờ đến lượt mình. Xung quanh vấn đề này, Sở Tư pháp Hà Nội đã chính thức lên tiếng chia sẻ. Đây là hình ảnh lúc bắt đầu mở cửa tại Sở Tư pháp Hà Nội, tranh nhau gửi xe, tranh nhau xếp hàng dài để chờ xác minh lý lịch tư pháp. Anh Đặng Tuấn Anh ở Ba Vì, Hà Nội đã xuống nội đô từ hôm trước và ngủ lại nhà người thân. 3 giờ 30 phút sáng, anh đã đến Sở Tư pháp thành phố Hà Nội và cảm thấy may mắn khi là người đầu tiên nhận số trong ngày. như lần trước thì không phải xếp hàng kiểu này bây giờ xuống bỡ ngỡ chứ vì trước nào là trước cứ cứ đi thẳng vào đấy nhưng mà hôm qua bọn này kéo đi xuống giờ nào cũng được thoải mái như lần này hôm qua xuống tầm hơn bảy rưỡi phát này cái số này hết rồi Nên là phải đi về không phải ngủ nhờ cho, cho anh em thôi còn đi mình mới sao được phải không đi, đi, lại cái, cái số cây số năm sáu cây đi lại nó cũng vất chứ đấy ông đi sáng sớm thì phải đến ba rưỡi có mặt đây rồi bên trong khu tiếp nhận hồ sơ trả kết quả và khu vực phía ngoài hành lang của trụ sở cơ quan này cũng chật kín người ngồi chờ. Nhiều người tỏ ra mệt mỏi vì phải chờ đợi quá lâu. Đa số người dân đều tỏ ra bức xúc khi xác minh lý lịch tư pháp phải lên tận cấp sở mới làm được, trong khi đó cấp xã, phường, huyện, quận không thể làm được. Đúng ra là những cái thủ tục đơn giản như này nếu mà người dân người ta có nhu cầu người ta đi xin việc hoặc là nọ kia thì người ta có thể đến phường hoặc xã người ta xin cũng 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 nói đỡ tránh phải khiền phiền phức mà đến tận coi như là là nên tận thành phố để làm một cái tờ giấy mà đi lại nên năm lần bảy lượt mà rất là là, là 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 phiền hà. Đại diện sở Tư pháp Hà Nội cho biết nguyên nhân dẫn đến việc có đông người đến xin cấp lý lịch tư pháp là do nhu cầu đi học, đi làm, đi du học, xuất khẩu lao động thời gian gần đây tăng cao.